Thưa quý vị, với sức gió mạnh cấp 12, cấp 13, rạng sáng nay bão số 4 đã đổ bộ vào các tỉnh miền Trung. Dù tâm bão Noru đổ bộ trực tiếp vào Đà Nẵng, nhưng nhờ công tác chuẩn bị ứng phó tốt, địa phương này đã không xảy ra thiệt hại về người. Tuy nhiên, thì bão đã quật ngã rất nhiều cây xanh, gây ra tình trạng mất điện cục bộ trên đất liền. Chính quyền thành phố Đà Nẵng cũng đã cảnh báo tới người dân không chủ quan do diễn biến thời tiết còn nhiều diễn biến phức tạp hơn. Đây là những hình ảnh khi bão Noru đổ bộ vào Đà Nẵng trong đêm qua và rạng sáng nay 28 tháng 9. Theo thống kê ban đầu, mưa to gió lớn đã làm tốc mái hai nhà, 3.340 trạm biến áp mất điện, sau đó đã khôi phục được 163 trạm. Một số khu vực bị ngập cục bộ như ở Liên Chiểu, Hải Châu, Thanh Khê. Sáng nay, nước cơ bản đã rút. Tại quận Liên Chiểu, huyện Hòa Vang, tình trạng mất điện diện rộng đã xảy ra từ khoảng 1 giờ sáng. Đến 10 giờ sáng nay, nhiều khu vực của quận Sơn Trà cũng đã mất điện. Chúng tôi đang có mặt trên đường Vân Đồn của quận Sơn Trà. Quý vị có thể nhìn thấy là rất nhiều các gốc cây to đã bị gãy đổ và làm xô nghiêng cả những cái cột đèn, cho thấy cái sức tàn phá rất lớn của cơn bão Noru khi đổ bộ vào đất liền. Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thì rất nhiều khu vực vẫn đang bị mất điện tính cho đến buổi sáng ngày hôm nay, và người dân bắt đầu ra đường để mà khắc phục những cái hậu quả do bão gây ra. Với sức gió mạnh cấp 8 khi đổ bộ vào Đà Nẵng, cây xanh đổ gãy đã gây hư hại một số phương tiện và cả khu vực phía trước nhà dân. Giao thông qua nhiều tuyến đường cũng gặp khó khăn. Cái đổ này thì mình ở trong nhà mình hẹ cửa ra thôi, nhưng tầm 4 rưỡi là đâu luôn gió nó mạnh nó lắc cái này mình đã chống sẵn rồi. Luôn gió nó đó nó gãy cây. Đi cắt về cái khu vực nào như riêng mình là không. Riêng ở khối mình không. Tại khu vực cảng cá và âu thuyền Thọ Quang, đến sáng nay khi trời ngất mưa, đa số ngư dân bắt đầu quay lại thuyền để kiểm tra vị trí neo đậu và các trang thiết bị của tàu. Bão rồi không có ra, hồi ở bờ, ở hết bờ. Bây giờ là mình không biết là sao mình chưa kiểm tra được. Giờ nhìn như thế là không có an toàn. Đối với khoảng 60 ngư dân cố ở lại tàu trong cơn bão để xử lý bơm nước tránh chìm tàu thuyền, rất may đã không có thiệt hại cả về người và tài sản. Tuyên truyền vận động bà con, nhưng mà bà con thì họ cái tài sản của họ lớn nên họ cần người ở dưới tàu để mà bơm nước và xử lý sự cố khi xảy ra, chứ còn bà con thì không, họ nhất quyết là không bỏ tàu đi được vì tài sản của đời cả đời của họ nằm ở đó. Qua thì bảo vào các lực lượng ở túng trực ở đây sẵn sàng hỗ trợ người dân khi cần thiết, nhưng rất mừng là đêm qua tàu cá của người dân rất an toàn trong thuyền cá các tàu qua không thể nổi chìm tàu hay là từ giải về người. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng phát đi thông báo bão Noru vẫn còn nguy hiểm, gió mạnh, sóng lớn, ngập lụt, sạt lở đất đá có thể xảy ra. Đề nghị người dân không được chủ quan, không sửa chữa nhà cửa khi chưa thực sự cần thiết, không được đi lại hoặc đánh bắt trên biển, sông suối, hồ đập, vùng trũng thấp, ngập lụt, sạt lở, và không thực hiện các hoạt động chưa cần thiết khác để tránh các tai nạn, sự cố đáng tiếc xảy ra.